Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Với chủ đề dinh dưỡng, hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của quả lê. Nếu như bạn quan tâm thì hãy bắt đầu đồng hành ngay sau đây cùng với Trang nhé. Quả lê dường như khá thân thuộc đối với tất cả mọi người chúng ta rồi, bạn cũng đã từng sử dụng qua rất nhiều những cái loại lê khác nhau. Nhưng mà để biết được lê nó cung cấp những giá trị dinh dưỡng như thế nào, nó có lợi cho sức khỏe như làm sao thì chúng ta dường như chưa có quan tâm đến. Thì hôm nay điểm danh cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của quả lê. Thì trước khi tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của quả lê thì Trang cho các bạn xem ba cái loại lê đây cho bạn nhé. Đây là quả lê nâu. Đây là lê xanh. Các bạn nói, ủa sao nó có màu đỏ mà nói lê xanh, thì nó được phân loại là lê xanh. Nó có thể có thêm màu đỏ hoặc là màu vàng ngà nữa các bạn nhé. Nó kết hợp trên một quả lê đó. Và cuối cùng đây là lê đường. Cái quả lê thông thuộc nhất đối với tất cả mọi người chúng ta. Vậy giá trị dinh dưỡng của nó như thế nào? Thì xét trong 100g đó thì nó sẽ cung cấp cho bạn 58 kcal, chất béo 0,14g, protein 0,36g, chất bột đường 15,2g. Ngoài ra rất giàu các vitamin và khoáng chất cũng như các chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể. Chúng ta có thể điểm danh qua vitamin K, vitamin E, vitamin C, vitamin nhóm B như là B1, B2, B3, B5, B6, B9. Các chất khoáng như là canxi, magie, phosphor, selen, kẽm, đồng. Ngoài ra nó còn có choline và betaine cũng như là chất chống oxy hóa như là anthocyanin, phenol và những cái chất chống oxy hóa khác nữa các bạn nhé. Như vậy chúng ta thấy rằng quả lê cực kỳ giàu hàm lượng giá trị dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cân quả lê cùng với Trang xem coi trọng lượng của nó như thế nào bạn nhé. Các bạn đợi Trang một chút xíu nha. Thì đối với quả lê xanh thì nó nặng 215g, các bạn nhé, quả này là nặng 215g. Lê nâu rất là to, 395g. Và lê đường 307g. Như vậy chúng ta biết là trong 100g thì nó sẽ cung cấp cho bạn là 58 kcal. Và chúng ta cứ nhân lên, chúng ta tính thôi thì chúng ta sẽ biết được cái lượng calo trong mỗi quả lê là như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, tác dụng của quả lê đối với sức khỏe. Thì quả lê là một trong những loại trái cây cực kỳ giàu những cái giá trị dưỡng chất đưa vào cơ thể, cho nên nó cũng mang đến rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của các bạn. Đầu tiên là nó sẽ cung cấp giá trị dinh dưỡng và những cái chất khoáng cần thiết cho cơ thể. Tiếp đến là hàm lượng chất xơ cực kỳ dồi dào. Bạn biết không, trong một quả lê như thế này nó sẽ cung cấp cho bạn là 25-30g chất xơ, khoảng là 25% nhu cầu hàng ngày của chúng ta đó. Thì chất xơ cực kỳ có lợi, đặc biệt trước nhất đó chính là có lợi cho hệ tiêu hóa. Có nghĩa là nó sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật có lợi ở đường ruột của chúng ta đó, lợi khuẩn đó, nó phát triển. Đồng thời nó sẽ giúp cho cái sự vận chuyển cái chất trong đường ruột được trơn tru thuận lợi hơn. Tiếp đến đó chính là chất xơ này nó sẽ giúp cho bạn ổn định được cái lượng đường huyết trong cơ thể, nhất là ở những người bị bệnh đái tháo đường. Nếu như bạn ăn quả lê liên tục trong vòng 5 ngày thì bạn sẽ thấy cơ thể của mình nó nhạy hơn với insulin. Mà việc nhạy hơn với insulin trong trường hợp đái tháo đường thì nó rất tốt. Ngoài ra những cái chất chống oxy hóa từ quả lê như là anthocyanin nó cũng ngăn ngừa được tình trạng đái tháo đường tiếp 2 nữa các bạn nhé. Có nghĩa là nếu chưa gặp vấn đề về đái tháo đường, sử dụng quả lê hay những thực phẩm khác đưa vào cơ thể thì nó sẽ giúp bạn ngăn ngừa. Còn nếu như bạn đã bị đái tháo đường tiếp 2 rồi đó, thì chúng ta sẽ tăng độ nhạy hơn với insulin,
đồng thời là giúp cho bạn ổn định được cái lượng đường huyết trong cơ thể nữa. Và tất nhiên nó không thay thế thuốc điều trị tiểu đường, các bạn cần lưu ý nha. Khi mà đường huyết của chúng ta ổn định như vậy thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là những cái biến chứng mà bệnh tiểu đường gây nên đối với hệ thần kinh, đối với da, đối với mắt của các bạn đó, thì nó sẽ hạn chế rất nhiều và có lợi cho sức khỏe. Chất xơ này nó sẽ giúp cho bạn điều hòa cholesterol trong cơ thể nữa. Hàm lượng pectin trong quả lê cao hơn quả táo rất nhiều. Và pectin là một polysaccharide, nó có chức năng là hấp thụ nước, cho nên nó sẽ giúp cho bạn là đào thải độc tố và hấp thụ những cái chất độc đưa ra bên ngoài, cho nên là nó sẽ giúp cho bạn giải độc rất là hiệu quả các bạn nhé. Quả lê là một trong những loại quả mang đến sự thanh mát, cho nên nó giúp cho bạn thanh nhiệt cơ thể nữa đó. Quả lê cực kỳ giàu hàm lượng vitamin K, ngoài ra nó còn có các chất khoáng như là canxi, magie, phosphor, thì nó sẽ giúp cho bạn tăng cường cái cấu trúc mật độ ở xương, ngăn ngừa được tình trạng loãng xương nữa. Ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư ở đường ruột nè, hoặc là ngăn ngừa ung thư ở dạ dày, có lợi cho sức khỏe của các bạn. Tăng cường hệ thống miễn dịch cùng với những cái giá trị dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất và chất chống oxy hóa, nó sẽ giúp cho bạn bảo vệ cái hệ thống miễn dịch của các bạn, giúp cho hệ thống miễn dịch khỏe hơn rất nhiều. Quả lê là một trong những thực phẩm cực kỳ có lợi cho phổi. Nếu như bạn đã xem qua video mà Trang chia sẻ về những thực phẩm bổ phổi thì bạn cũng thấy sự hiện diện của quả lê trong đó. Thì quả lê nó giúp cho bạn làm ẩm phổi, tăng cường sức đề kháng cho phổi, giúp cho bạn giảm đi tình trạng ho nè, ho khan, ho có đờm hay là viêm trong cái hen phế quản cấp nữa các bạn nhé. Như vậy là chúng ta thấy rằng quả lê mang đến rất nhiều những giá trị dinh dưỡng cần thiết cho bạn khi sử dụng, và nó mang đến những cái giá trị tuyệt vời. Bạn gặp vấn đề về huyết áp thì bạn ăn quả lê nó cũng có tác dụng là hạ huyết áp rồi các bạn nhé. Cho nên là những ai huyết áp thấp thì chúng ta cũng nên ăn ít lại một xíu và ăn khi no thì sẽ tốt hơn. Vậy quả lê có tác dụng giảm cân hay không? Câu trả lời là có. Nó sẽ giúp cho bạn giảm cân, nhưng mà để giảm cân đạt được hiệu quả tích cực nhất thì chúng ta phải gì? Phải có kế hoạch cụ thể và chế độ dinh dưỡng một cách khoa học nhất. Có nghĩa là ăn quả lê vào thì nó sẽ cung cấp chất xơ, năng lượng ít, cho nên là tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ cho quá trình giảm cân, tiêu mỡ đó, lấy lại vóc dáng. Nhưng mà chúng ta phải có dinh dưỡng, luyện tập và nghỉ ngơi nữa thì mới giảm cân được. Chứ không phải là chúng ta cứ dựa vào quả lê, cứ ăn lê không thì chúng ta sẽ thiếu chất, và thiếu chất thì nó sẽ dẫn đến suy nhược và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe được các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã điểm danh sơ lược cùng với Trang qua phần thứ hai, tác dụng của quả lê đối với sức khỏe rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ ba, cách sử dụng quả lê tốt nhất. Thì ở đây có rất nhiều cách sử dụng, bạn có thể ăn trực tiếp nè, bạn có thể ép lấy nước uống nè, bạn cũng có thể làm sinh tố, bạn cũng có thể ăn, bạn sắc thành những cái hạt lựu đó, ăn cùng với những loại hạt trái cây khác với các bạn nhé. Thì tùy thuộc vào mọi người thích ăn như thế nào thôi, ở đây thì chúng ta sẽ ăn trực tiếp. Thì bây giờ Trang sẽ thưởng thức xem coi quả lê nào ngon nhất các bạn nhé. Mới cắn vô thì nó có hơi chát chát một xíu, nhưng mà nó rất là ngọt và nó cảm giác chua chua, rất là ngon, vừa ngọt vừa chua. Đó là lê xanh. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thử lê đường. Lê đường thì cái vỏ nó ngoan nhám hơn các bạn nhé, nó khó ăn hơn lê xanh. Bình thường chúng ta bỏ vỏ hơn, nhưng mà cái vỏ nếu như bạn rửa sạch thì chúng ta vẫn ăn được. Và nó hơi lạt hơn, cái hàm lượng nước nó cao hơn á. Tiếp đến là quả lê nâu. Cái vị ngọt nó vừa phải, và đặc biệt là thịt rất là dày và mọng nước, bạn cắn vào bạn nghe cảm giác nó mềm, nó được nhiều hơn trong miệng của chúng ta đó. Có vị thơm nữa. Nhưng mà để chọn xem cái quả lê nào ngon nhất theo cái khẩu vị của Trang á,
thì Trang thích cái quả lê xanh hơn các bạn nhé, bởi vì nó hợp khẩu vị của Trang, nó chua chua ngọt ngọt, nó kích thích cái vị giác của mình hơn. Và bạn thì thích quả lê nào, bạn có thể chia sẻ cho Trang biết hay không? Thì ăn quả lê thì chúng ta nên ăn sau bữa ăn 1 giờ thì sẽ tốt hơn các bạn nhé, không nên ăn vào buổi tối, bởi vì sao? Hàm lượng nước của nó rất là cao. Bạn ăn vào buổi tối thì có thể dẫn đến đi tiểu nhiều và làm mất giấc ngủ, thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên là chúng ta nên ăn ban ngày thôi thì nó sẽ tốt hơn bạn nhé. Và buổi tối thì không nên ăn lê cùng với sữa đồ đâu, bởi vì nó làm tăng cân. Cho nên là chúng ta sử dụng như một loại trái cây đơn thuần đưa vào cơ thể thì sẽ tốt hơn. Bạn cũng có thể ép lấy nước uống, mỗi ngày bạn cũng có thể uống là 250 ml nước ép là các bạn nhé, bởi vì nó rất tốt cho sức khỏe của các bạn. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cách sử dụng quả lê. Còn đối với những cái trường hợp bạn muốn sử dụng quả lê để chữa ho, lâm đờm, khản tiếng hay là hỗ trợ trong việc điều trị cơn triệu chứng viêm trong cơn hen đó, thì các bạn nên vào cái video mà Trang chia sẻ về lê hấp đường phèn đó, thì các bạn xem nó sẽ cụ thể hơn, nó chi tiết hơn các bạn nhé. Nếu các bạn thấy những kiến thức chia sẻ ngày hôm nay thật sự có ích đối với mình thì bạn đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.